Xin mời quý vị khán giả thưởng thức một làn điệu mang đậm chất văn hóa, làn điệu chèo phong vị quê nhà với sự quay trở lại sân khấu của đội chèo thôn Đình Xuyên. Mời quý vị cùng thưởng thức. Dòng thư em đi tâm mi tư
quê nhà với làn điệu chèo Tình Thưa Hạ Vị, Thanh Phương và Tiến Quân đã thể hiện xong. Vâng, kính thưa bà con cô bác làng Đánh Xuyên, Thanh Phương là người thôn Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa. Vâng, Thanh Phương đến từ Hà Đông, hôm nay được lời mời của ca sĩ Lê Tiến Quân về giao lưu với hội làng Đánh Xuyên. Không biết nói gì hơn, khép lại chương trình giao lưu của Thanh Phương buổi với bài hát Phong Thư Quê Nhà. Thanh Phương xin chúc toàn thể bà con cô bác làng Đánh Xuyên một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Vâng. Xin cảm ơn tiết mục đến